Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Vy đã có rất nhiều chuyến hành trình ý nghĩa. Vy luôn mong muốn dùng tiếng nói của lòng nhân ái, thực hiện ước mơ, thay đổi số phận của những người kém may mắn. Điểm đến của Vy là Bản Niệu, một bản vùng cao thuộc tỉnh Quảng Bình. Đây là nơi sinh sống của gần 200 đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ. Việc sử dụng thường xuyên nguồn nước không đảm bảo vệ sinh đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân. Dạ ông ơi, thường thì ông lấy nước này để sinh hoạt ăn uống đúng không? Vâng. Nước này thì con nghĩ không thể nào mà sinh hoạt được đâu ông. Nước này mình chỉ để đem về làm những việc như là tưới cây hoặc là cho heo gà ăn uống thôi, chứ mình không thể dùng được đâu ông. Thế thì bây giờ về thì con sẽ chỉ cho ông cách nào mà mình có thể có nước sạch và dùng hiệu quả nha ông. Dạ. Có đôi khi trên con đường dài tôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói, đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết sẽ có đớn đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy. Trở về lại thành phố Hồ Chí Minh, tôi ngay lập tức bắt tay vào tìm kiếm các giải pháp để mang nước sạch về với Bản Niệu. Chào các anh chị, em là Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau khi đăng quang Hoa hậu và đội vương miện trên đầu thì em hiểu được cái trọng trách và trách nhiệm của bản thân của mình, và em mong muốn rằng với những cái trọng trách và cái cương vị của mình thì em sẽ giúp đỡ nhiều hơn những cái người có hoàn cảnh khó khăn, và em muốn giúp nhiều hơn nữa. Và hôm nay em đến đây thì em muốn trình bày cho các anh chị về một cái dự án nhân ái mà em muốn thực hiện. Cũng là một cái dự án nhân ái để em tham gia vào cuộc thi Miss World sắp tới. Và em hy vọng là anh chị sẽ đồng hành cùng em và xin cảm ơn. Chị đã nghe tất cả những cái phần mà Vy trình bày, và bên tụi chị thì rất là ấn tượng đầu tiên là việc mà cái giá trị mà của dự án này đem lại cho bà con Bản Niệu. Cái giá trị thứ hai mà chị ấn tượng rằng là em đã đích thân lặn lội lên trên đó, nhìn nhận tất cả mọi thứ thực tế hoàn toàn trên góc độ là một người được em mời tài trợ. Tụi chị hạnh phúc, rất vui để có thể đồng hành cùng đi với em cho dự án này. Cảm ơn chị. Chị cảm ơn nha. Công việc liên hệ và thuyết phục nhà tài trợ cũng như tìm những nhân sự hỗ trợ về những chuyên môn và diễn ra khá là suôn sẻ. Chúng tôi cùng trở lại Bản Niệu, đồng lòng với mục tiêu sẽ nhanh chóng đào được một cái giếng để tìm ra nguồn nước sạch cho bà con Bản Niệu. Lần đầu đến gặp bạn thì cảm xúc của tôi là rất là xúc động vì cái cuộc sống khó khăn của người dân ở đây, đặc biệt là các em nhỏ. Thì cái chương trình này mục tiêu đem lại nguồn nước cho các em. Thì hy vọng và tôi khẳng định rằng chắc chắn chúng ta sẽ đem lại một cái sự thay đổi cho đời sống người dân ở đây, và đặc biệt chúng ta lưu ý rằng trẻ em ở đây người ta sẽ thực sự những cái tiện ích cho chương trình này đem lại. Như các anh chị biết thì Xuyền Reo có một cái truyền thống hàng năm, chúng tôi trích một phần lợi nhuận thu được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để tài trợ cho các chương trình thiện nguyện ở khắp nơi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Lần này chúng tôi được biết cái chương trình này của Hoa hậu Tiểu Vy và quý vị ban tổ chức ở đây, nó có mang ý nghĩa rất quan trọng. Nó đem lại một cái nguồn nước cũng như là thay đổi cái cuộc sống của người dân bản ở đây, thì chúng tôi nhận thấy rằng cần phải đồng hành và đóng góp hết sức mình trong khả năng của chúng tôi để cho chương trình thành công tốt đẹp. Nhiều gian nan, nhiều khó, nhiều
Dạ, hiện giờ thì đã đào được 2 mét rồi và mọi người đang rất là cố gắng để hoàn thành xong. Và trong cái quá trình đào thì gặp một chút khó khăn với lại những cái viên đá, đặc biệt là những cái đá xanh thì nó rất là cứng. Thì các anh thường thì dùng búa và những cái cuốc để mà đập đá ra. Anh nghĩ địa hình ở đây bắt buộc phải như vậy thôi, nhưng mà anh em còn cố gắng hết sức rồi. Anh nghĩ là thêm một chút nữa là các bạn sẽ thành công thôi. Mọi người phải cố lên nha các anh em. Chúc em và các bạn thành công. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn anh. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững và để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô ngờ, chẳng đường bước đi còn bơ, đỉnh núi cao vẫn đón chờ, chờ ngày ta bước chân lên đón bình minh. Chúng tôi nhận thấy cô ấy là một người năng động, có trình độ và có nhiệt huyết của tuổi trẻ, và với cái vai trò hoa hậu thì đợt này sẽ hân hạnh đồng hành cùng Tiểu Vy để đem lại những cái sự thay đổi cho cuộc sống của người dân ở đây. Hy vọng và chúng tôi chúc rằng cho chương trình thành công tốt đẹp. Trong thời gian sống tại bản Niệu, Vy cảm thấy mình như đứa con của bản, nhận được sự yêu thương và quan tâm của mọi người. Vy cảm thấy thật hạnh phúc. Điều đó càng thôi thúc Vy nhanh chóng hoàn thành hệ thống xử lý nước sạch để bà con được sử dụng nguồn nước an toàn. Nước sạch đã về với bản Niệu, nhưng những cuộc hành trình của Vy vẫn còn rất dài, bởi vì vẫn còn những ước mơ và những hoàn cảnh khó khăn đang chờ đợi Vy giúp đỡ. Cảm ơn ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam, Báo Tiền Phong, Công ty Sen Vàng và đặc biệt là cảm ơn nhà tài trợ Sài Gòn Tail đã đồng hành cùng Vy mang nguồn nước sạch về với bản.